Em thương mến, chào mừng em đã quay trở lại với chuyên mục audio văn học dành cho các bạn học sinh lớp 10. Tuần này, chúng mình cùng với chị đi đọc hiểu văn bản Hương Sơn Phong Cảnh của chú Mạnh Trinh trong bộ sách Chân Trời Sáng Tạo các em nhé. Để có thể đọc hiểu văn bản này thì các bạn có thể cùng lần theo bước chân của nhân vật trữ tình, cùng lần theo bước chân của vị khách tang hại đến từ cõi tục khi đến với bầu trời cảnh bụt ngắm non sông hữu tình của Hương Sơn. Trước tiên, các bạn cùng với chị trả lời câu hỏi số 1, xác định bố cục của bài thơ. Thì các em có thể xem xét cho chị văn bản của chúng ta thuộc thể hát nói. Và hát nói được chia ra làm 3 phần, chính vì thế Hương Sơn Phong Cảnh cũng có bố cục 3 phần. Phần 1, đó chính là 4 câu thơ đầu. Đây là cái nhìn bao quát của chủ thể trữ tình khi mới đặt chân đến Hương Sơn. Phần số 2 là từ câu số 5 cho đến câu số 16, miêu tả cụ thể phong cảnh Hương Sơn theo bước chân của chủ thể trữ tình nhập vào vai của người khách tang hại. Phần 3 là phần còn lại bao gồm 3 câu từ câu 17 cho đến câu 19 thể hiện tư tưởng từ bi, bác ái và tình yêu đối với cảnh đẹp đất nước của tác giả. Với câu số 2, các bạn có nhiệm vụ như sau: nêu một số từ ngữ để khái quát vẻ đẹp của Hương Sơn qua các đoạn thơ. Để có thể trả lời được câu hỏi này, trước tiên em cần đọc thật là kỹ văn bản trong sách giáo khoa, dựa vào từ ngữ và hình ảnh được nêu ra ở các đoạn thơ, sau đó mình sẽ lựa chọn những cái cụm từ để có thể khái quát về vẻ đẹp đó. Ví dụ như vẻ đẹp thoát tục, hoặc là vẻ đẹp diệu kỳ, hoặc là vẻ đẹp diễm lệ. Chị lấy ví dụ như thế, các bạn sẽ chú ý và chúng ta có thể trả lời được cho câu hỏi số 2 này nhé. Với câu số 3, yêu cầu là chúng ta xác định được chủ thể trữ tình trong bài thơ này là ai, đúng không? Và họ có một vài những cái gợi dẫn cho chúng ta rằng đó là chủ thể ẩn, hay là xuất hiện trực tiếp với đại từ nhân xưng, hay là chủ thể nhập vai. Thì các em có thể đọc từ đầu cho đến cuối văn bản thì các em có thể thấy ở phần 1 thì nhân vật trữ tình của chúng ta xuất hiện dưới dạng chủ thể ẩn đứng ở ngoài quan sát bức tranh, đúng không? Và sau đó đến phần số 2 và phần số 3 thì chúng ta lại thấy rằng nhân vật trữ tình xuất hiện ở dưới dạng nhập vai vào khách tang hại. Đó, chủ thể ẩn và nhập vai thì cùng nhau xuất hiện trong văn bản. Thì chúng ta có thể thấy được rằng thông qua cái nhân vật trữ tình đó, các em có thể thấy được cái tình cảm, cảm xúc ẩn chứa ở bên trong, đúng không? Và tương tự như thế thì chúng mình có thể dễ dàng trả lời được câu hỏi số 4. Tình cảm cảm xúc của nhân vật trữ tình được thể hiện như thế nào trong bài thơ? Chúng mình đã xác định được nhân vật trữ tình rồi. Thì bây giờ các em hãy suy luận xem nhân vật trữ tình của chúng ta thể hiện tình cảm như thế nào qua từng đoạn nhé. Trước tiên, khi mà nhân vật trữ tình mới bước đến Hương Sơn thì nhân vật trữ tình thể hiện sự thành kính, sự ngỡ ngàng và xúc động trước vẻ đẹp của bầu trời cảnh bụt, đúng không? Rồi đến với phần số 2 thì nhân vật trữ tình của chúng ta quan sát cụ thể hơn và dường như nhân vật trữ tình đã chìm đắm say mê vào vẻ đẹp của Hương Sơn. Cuối cùng thì sau khi đã quan sát được những cảnh sắc rất là kỳ diệu của Hương Sơn rồi thì chủ thể trữ tình đã khẳng định được sự yêu quý của mình dành cho phong cảnh Hương Sơn, đúng chưa? Thì các bạn chú ý chị là như vậy. Câu số 5 này, nêu cảm hứng chủ đạo của bài thơ, phân tích hiệu quả của việc xây dựng hình ảnh, sử dụng từ ngữ, biện pháp tu từ đối với việc thể hiện cảm hứng đó. Thì các em có thể thấy rằng để xác định được cảm hứng chủ đạo thì chúng ta cần phải dựa vào cái mạch cảm xúc mà nhân vật trữ tình thể hiện qua các đoạn thơ. Thì chúng ta có thể thấy rằng cảm hứng chủ đạo trong bài thơ này đó chính là ca ngợi thiên nhiên, ca ngợi vẻ đẹp của non sông đất nước, đúng chưa? Và đồng thời qua đó thì thể hiện cái tình cảm của mình với giang sơn hữu tình.
để có thể hiện được cái chủ đề đó, để thể hiện được cái cảm hứng chủ đạo đó, thì tác giả đã sử dụng một chuỗi hình ảnh, từ ngữ, biện pháp tu từ có cái hiệu quả nghệ thuật làm sáng tỏ cho cái chủ đề đó. Chị lấy ví dụ như thế này. Chu Mạnh Trinh của chúng ta đã sử dụng hàng loạt các từ ngữ, ví dụ như đệ nhất động. Đây là mượn từ ngữ của danh nhân, của bậc đế vương để bày tỏ tình cảm, sự tôn vinh đặc biệt đối với cảnh Hương Sơn. Và những cái từ ngữ thể hiện sự xúc động mãnh liệt trước cảnh đẹp của Hương Sơn. Ví dụ như thứ Hương Sơn ao ước, ai khéo họa hình. Và đồng thời thì còn sử dụng những cái hình ảnh để thể hiện cả tượng thanh và từ tượng hình. Qua đó ta không chỉ thấy được âm thanh mà ta còn thấy màu sắc và hình dáng. Ví dụ như thỏ thẻ, lững lờ, long lanh, thăm thẳm, gập ghềnh. Ngoài ra thì tác giả còn sử dụng hàng loạt các biện pháp tu từ như điệp ngữ, non non, nước nước, mây mây. Qua đó thì giúp người đọc có thể hình dung về núi non mây nước chập trùng như chốn bồng lai tiên cảnh. So sánh đá ngũ sắc long lanh như gấm dệt, đúng không? Các em có thể thấy rằng đây khiến cho vẻ đẹp của Hương Sơn trở nên ảo diệu, diễm lệ, vô cùng quyến rũ. Ngoài ra còn sử dụng cả câu hỏi tu từ và biện pháp nhân hóa để có thể làm rõ hơn về tình cảm, cảm xúc của nhân vật trữ tình dành cho Hương Sơn, dành cho cái nơi đệ nhất động. Câu 6, các bạn chú ý nhận xét về vai trò của vần và nhịp trong bài thơ. Các em có thể thấy đối với hát nói thì tác giả không có chịu quy luật về vần luật trong thơ. Thế nên tất cả mọi thứ đều rất là tự do. Vần thì cũng được sử dụng vô cùng là tự do, gieo cả vần chân, gieo cả vần lưng. Ví dụ như phải, trái, kinh, kình, mây, đây, kình, mình. Các em có thể thấy rằng gieo cả vần chân và vần lưng như thế đã tạo ra cái sự liên kết suốt cả chiều dọc cho toàn bài thơ, giúp cho bài thơ trở nên dễ nhớ và dễ thuộc hơn, đúng không? Và đồng thời về nhịp cũng như vậy, cũng vô cùng tự do và phóng khoáng, không chịu bất cứ một sự chi phối nào. Thì em có thể thấy trong bài thơ được ngắt nhịp rất là đa dạng, câu ngắn, câu dài thì đan xen với nhau, cho chúng ta thấy cái bước chân của vị khách Tang Hải đang phiêu du, đang thưởng lãm cái phong cảnh của Hương Sơn. Và cuối cùng, câu số 7, các bạn cần phải chú ý cho chị như sau. Em hãy chia sẻ những cảm nhận về một cảnh đẹp khác ở trên đất nước ta mà em đã có dịp tìm hiểu qua sách báo hoặc đến thăm. Với câu hỏi này thì có lẽ là cần phải nhường lại cho các em rồi, đúng không? Các bạn hãy dựa vào những cái trải nghiệm của các em. Có thể là em đã đến thăm thực tế, có thể là em chu du qua những miền sách. Thế thì các em hãy lắng tâm một chút xíu, chúng mình cùng hãy suy nghĩ đến cái địa điểm mà em đã được thăm thú, và sau đó thì hãy chia sẻ một vài cảm nhận của em về vẻ đẹp ở nơi đó nhé. Được không? Nhất trí với chị là như vậy nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số audio văn học lần sau nhé. Bye bye.